Rồi, thành Bến Tre đó, đây chào đến bà con là chúc sức khỏe và thành công anh chị em mình ơi. Chiều nay lên sóng cho anh em một con xe màu đen rất là đẹp anh chị, xe gia đình nguyên zin đời 2012. Và đang để cho anh chị em mình chỉ có hơn 200 triệu thôi. Hơn 200, anh em mình có một xe đời cao gia đình. Ở bà xe này nhập hả biển ta, để em xem. Avanta 2012 này chắc nhập quá. Nhân viên không để, không chắc nhập theo em nghĩ là nhập. Nhưng mà anh em nào rành thì anh em để lên comment bên dưới là nhập hay Việt giùm em nha. Tại vì em chưa có xem sổ đăng kiểm. Đó, cái nào không biết, nó không biết thiệt. Tại vì mình chưa có coi anh chị. Anh chị đừng có trách em nha. Đó, thì bên em thì xe thì rất là nhiều anh chị. Mình chỉ nhớ được mang máng là những cái giá mình bán ra mua vô thôi. Chứ mình nhập hay Việt thì thật sự nhiều khi mình không để ý nổi anh chị. Tại vì quá nhiều xe đi. Đó, thì xe này thì em thấy còn rất là đẹp và là xe gia đình không lỗi. Avante. Avante này nó là đàn anh của cái dòng Elantra. Đó là phân khúc hạng C. Đó, thì khi mà Avante này bỏ mẫu 2014 là bỏ mẫu thì nó sẽ 15 16 nó sẽ ra Avante. Đó lộn, ra Elantra. Đó, Elantra cũng nhập luôn. Nhưng mà sau này là Elantra là Việt, hồi trước đó là nhập anh chị. Đó, xe tặng cho anh em mình cái gối tựa đã không? Đó, sướng chưa? Túp lô túp ly rất là đẹp, đúng xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Có taxi dịch vụ là em sẽ tặng cho anh em mình chiếc xe này mà em không có bán anh em mình nha. Em thỉnh nói là tiếng một thôi. Đó, lòng về mái về cua về còn zin tới bây giờ. Mâm đúc zin theo xe. Và chưa sơn bao giờ, vỏ thì còn tạm thôi. Đó, vỏ tạm thôi chứ không có chất. Nhìn được cái xe là nó chất anh chị. Cái vỏ không quan trọng, cái vỏ là nếu mà anh em mình mua ở ngoài, anh em mình mua khoảng 1,4-1,5 triệu. Nhưng em mua thì tầm khoảng 900 triệu, em mua xe rẻ hơn anh em mình nhiều. Thì anh em nào mà tất cả những anh em mình đã từng mua xe em Thịnh, không phải riêng xe này, anh em mua vấn đề về những cái phụ tùng thắc mắc gì đó, anh em mà mua có giá cao quá cứ liên hệ em Thịnh mua ở bên bển gửi về luôn, hoặc ở Hà Nội gửi vô nó rẻ hơn nhiều ha. Mở cốp đây nè anh chị, ấn cốp mở ha. Những cái nút bấm anh em nhìn còn rất là mới nè, chứng minh một điều là xe này còn rất là rin. Đó, rất là cọp, rất là đi ít. Nếu mà đi nhiều và lần nữa cái này nó sẽ bay màu, và những cái nút này nó sẽ bay màu theo năm tháng nè. Đó, xe không có báo một cái lỗi nhỏ gì hết và xe chạy mới có 130.000 thôi anh chị nha. Về chỉ việc lên xe là đi thôi. Cũ số là rin theo xe nè. Ha, vô lăng là rin theo xe luôn nè anh chị. Để mở rộng ra. Vô lăng là rin theo xe nè. Đây vô lăng rin nè. Cũ số tay giật nè, rin hết. Dàn ghế thì có lợp lại. Đó, túp lô túp ri nguyên zin, xe zin không lỗi. Nít sơn thì có dặm, dàn ghế có lợp. Trần thì zin, bọc semi rin luôn. Tem tới giờ vẫn còn là anh em biết cái chất xe nó đẹp cái nào rồi đúng không? Đây bộ nhớ bị đầy anh chị thông cảm. Báo cửa nha anh chị nha, không bơi lỗi nha, báo thắng tay nha. Báo xăng gần hết nha. Xe chạy mới có 130.000 à. Đẹp lắm, nói chung là trần rin nỉ rin hết anh chị nha. Màn ăn gôi nè. Về đi thôi anh chị em mình ơi. Đó, báo giờ ngày nè. Một cái hộc để đồ, anh em muốn để gì để ha. Đó, những cái dắt còn nguyên tới giờ luôn nè anh chị. Ấn đây mở thêm cái nữa nè, đã chưa? Đó, cái này là kim vô để cài xài cái gì ta? Này là xài cái gì không biết. À, cái dàn đèn ở dưới nè. Ôi, đèn đã ha. Chớp 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 đã. Đèn này đi cảnh hay luôn. À, sướng không? Ây. Tem bọng nhãn mát quá trời. À, cái này phải nãy quên ấn mở xài chìa khóa anh chị ha. Đẹp anh chị ha. Ghi nguyên bản, gầm bể chất lượng, gò nóc còn nguyên tới giờ luôn nè. Gò nóc còn nguyên tới giờ luôn. Đó. Quá đẹp anh chị ha, quá chất lượng luôn. Đang quay xe với chừng cái em gái nó gọi rủ đi nhậu rồi cái dằn ghê rồi phải ghép video lại nữa. Anh em thông cảm nha. Trời. Mua xe tặng luôn cái áo màu hồng mới chịu. Này để phạt á, nhân viên nó rửa máy anh chị. Nó để cái nồi dẻ vô đây nè. Đem nồi dẻ vô. Phạt mày 5 sĩ. Cho mày nhớ đời. Rửa máy mà quên lấy cái khăn. Anh em thấy không? Mặt máy đẹp ken xe ben nè. Xe này qua mà đổ hơi đổ khói em tặng cho anh em mình luôn nha. Tặng cho anh em mình chiếc xe này luôn, không có bán nha. Máy còn green luôn anh chị nha. Đó, coi có số green không. Cái số này mờ quá, không thấy rõ rồi anh chị ơi. Ở tầm hộp số nó mờ quá. Máy thì nói chung là đẹp rồi đó anh chị. Máy sạch sẽ, máy chiêu bổ nha. Cái mặt máy là sẽ có mở anh chị. Tại vì xe mình đi đâu rồi đi, xe này đi 10 năm hơn là phải mặt máy phải có ga ha. Đó, nhưng mà cái máy chưa trẻ là chất lượng. Đó, chấp nhận được ha. Keo chỉ, sùng chỉ là nguyên vẹn nè. Sùng chỉ carbo nè, nguyên zin nè. Nỉ trách nhiệm còn zin tới giờ nè. Logo Hyundai nè. Về đi thôi. Xương đầu nè, hẳn ren nè anh chị nha. Xe đẹp lắm anh chị nha. Đó, bình còn xanh lè luôn nè anh chị. Bình xanh là bình ngon á ha. Hộp nè, hộp điện nữa nè. Rửa xe là phải kỹ giống như em nãy, em che cái cục bình lại ha, che cái hộp này lại, cái hộp này dưới này là quan trọng nhất. Hộp này mắc tiền lắm á. Đó, cái nỉ cách nhiệt ở cái gầm còn nguyên luôn nè anh chị. Ha, hầm máy là còn nguyên luôn. Đó. Đó, quá đẹp, quá xe, quá sướng. 220 triệu mà cái mẫu này bên em thì còn khá là nhiều anh chị nha. Anh chị
qua lửa nha. Qua lửa, qua lái thử, chạy thử. Có xi nhanh gương nè, xe gia đình nè, 2012, 220 triệu, ok chưa? Anh em không thích xe này thì sẽ có xe này nữa. Anh em mời anh em mình đi thêm một vòng nữa nha. Em dẫn cho anh em mình xem con xe này. Và con xe này đang để cho anh chị em mình với giá nó cao hơn tí. Tại vì đời nó cao hơn tí ha. Trời luôn này em cũng mới về, nay mời em quay cho anh em mình xem nè. Quá trời nhiều xe mới về mà chưa có quay, tại lu bu thời gian quá. Nè, màu đen nữa, y vậy luôn, biển 72 Vũng Tàu. Thì xe này nó cũng y chang vậy hả anh chị. Xe này thì nó 2013 và xe này cọp hơn. Đi mới 85.000 thôi, 265, nhưng hôm nay em giảm cho anh em mình 255. Ok chưa? Cao hơn 1 năm đời và đi 85.000, cọp hơn nhiều, full đồ chơi luôn, 255 luôn anh chị nha. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu nào thì cứ nhắc máy alo em Thịnh Minh. Đó, nó khác một số vấn đề tí tí anh chị. Đó, về đi anh chị nha. Xe thì bên An Thịnh rất là đông, rất là nhiều. Tha hồ anh chị em bà con qua lựa, qua lái, qua chạy thử. Địa chỉ anh em mình cứ bấm Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí nơi giao lưu trao đổi mua bán với bà con, cho nợ bán thiếu, giao lưu bù trừ nợ từ 10 đến 100, không lãi, bao chơi bao xài bao quay đầu thoải mái. Anh em đổi xe máy, đổi ô tô, đổi nhà, đổi thành phố Bến Tre. Rồi ok, cảm ơn anh em và chúc anh em mình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc anh chị em mình nha. Anh chị đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre ạ.